Thôi 12 giờ đêm người yêu thèm trà sữa thì phải làm sao? Thì lại phải trốn bố trốn mẹ đi chứ còn làm sao nữa. Không biết là trốn nhà bao nhiêu lần rồi nhưng mà lần nào trốn nhà cũng rất là hồi hộp. Tiện đường công tác là phải làm gói bim bim nha. Hình như bố mẹ tôi dậy mất rồi. Em xin hai sếp ngủ giúp em. Tàu thoát thành công rồi mọi người ơi. Mình chắc phải vô địch giải trốn nhà luôn ấy chứ. Nhưng mà mấy quán trà sữa đóng cửa hết mất rồi. Chả nhẽ trốn nhà hết hơi lại ra về tay trắng à? À, tôi có cách rồi, tôi có cách rồi. À, đây rồi, đây rồi. Mày kéo hàng lên. Chả hiểu sao mỗi lần đưa hàng lên là cứ phải cồng kềnh như thế này. Trong khi đấy tôi có thể bắn tơ mà. Ủa, gì ấy? Xét trà sữa ấy còn cái gì nữa. Anh bảo đây. Anh bắn tơ.